Tết Tây dành một ngày chỉ ăn món Việt, cách ăn phở khiến người nước ngoài cũng chào thua. Xin chào mọi người và chào đón đến với kênh Grab Việt Nam. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua trải nghiệm của một du khách Tây khi dành cả ngày để thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, chúng ta sẽ khám phá cách ăn phở, món ăn đặc trưng của Việt Nam khiến người nước ngoài cũng phải chào thua. Nhiều người nước ngoài hâm mộ đồ ăn Việt đã tình mắt phát hiện điểm lạ thường trong cách ăn phở của anh chàng này. Tom Quinler, 21 tuổi, người Mỹ, có gần 10 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Anh vốn rất nổi tiếng với series ăn gì trong một ngày, chỉ với việc đứng trước camera và ăn thật ngon lành. Tommy đã giúp quảng bá nhiều món ăn của các nền ẩm thực khắp thế giới. Ẩm thực Việt Nam cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo của anh chàng này trong video Một ngày chỉ ăn đồ Việt, thu về 3 triệu lượt xem. 11 giờ sáng và 9 giờ tối, bánh mì. Bữa ăn đầu tiên trong ngày của Tommy bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút sáng. Anh lựa chọn bánh mì, đây vốn là bữa sáng quen thuộc của người Việt. Lớp ngoài giòn rụm và lớp nhân bùng nổ hương vị khiến nhiều khách Tây mê mẩn. Từ thịt gà, thịt lợn, pate, trứng, xúc xích cho đến các loại rau ăn kèm, bánh mì chắc chắn sẽ đốn tim bất kỳ vị khách nước ngoài nào đến Việt Nam. Vị ngon của bánh mì khiến Tommy Quinler trợn mắt bất ngờ, ậm ừ liên tục và cắn nhiều miếng rất to. Có thể thấy bánh mì ngon đến mức Tommy Quinler chọn món này cho cả bữa sáng và bữa tối của mình. 3 giờ chiều và 8 giờ tối, phở. Món ăn truyền thống của Việt Nam được Tommy lựa chọn cho cả bữa chiều và bữa tối của mình. Linh hồn của một bát phở chắc chắn là nước dùng. Mọi người thường dùng xương bò hoặc xương lợn ninh trong thời gian dài, kèm theo nhiều loại gia vị như quế, hồi, gừng nướng, thảo quả, giá sùng, đinh hương, hạt mùi hay hành khô nướng. Ngay khi húp nước dùng, anh đã phải tròn mắt thể hiện sự yêu thích với món ăn nổi tiếng nhất đất Việt. Tuy nhiên, Tommy đã khiến nhiều người thấy lạ khi ăn phở mà dùng dĩa, ăn bánh phở riêng và uống nước dùng riêng. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người nước ngoài hâm mộ đồ ăn Việt đã phát hiện điểm lạ thường trong cách ăn uống của Tommy. Một số người hài hước chia sẻ: "Hơi đau lòng khi thấy anh này ăn phở và húp nước riêng. Không thể tưởng tượng có người lại ăn phở mà không chan nước, bái phục là bạn còn ăn bằng dĩa nữa chứ." Một số bình luận khác lại bày tỏ thông cảm vì cho rằng Tommy chưa biết cách ăn đúng và đang ăn theo kiểu của phở trộn. 9 giờ tối, nho. Bữa ăn cuối cùng trong ngày của Tommy kết thúc bằng hoa quả và loại quả anh chọn là quả nho. Dù rằng nho không phải loại quả quá đặc trưng tại Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn luôn nổi tiếng về sự phong phú đa dạng của trái cây. Có lẽ Tommy nên thử những loại quả nổi tiếng khác như vải thiều, sầu riêng, vú sữa hoặc mít. 1 giờ chiều, gỏi cuốn. Món snack mà Tommy Quinler chọn là gỏi cuốn, một món ăn đơn giản và phổ biến tại Việt Nam. Những nguyên liệu làm nên gỏi cuốn bao gồm các loại rau củ sống, xà lách, dưa chuột, cà rốt, giò thái sợi, thịt luộc và tôm tươi. Tất cả sẽ được cuộn trong vỏ bánh tráng, sau đó chấm với mắm nêm hoặc tương lạc tùy vào sở thích của người dùng. Thành phố Hồ Chí Minh có một món hủ tiếu khiến khách Tây phải ca ngợi, may mắn mới được thưởng thức. Ẩm thực đường phố nước ta luôn khiến các vị khách ngoại quốc thích thú. Nhiều người còn mê đắm và dành tâm huyết trải nghiệm như một người bản địa thứ thiệt. Không phải lần đầu tiên review các món ăn Việt Nam, nhưng anh chàng người Mỹ vừa mới đây đã nhắc đến món ăn khiến nhiều người phải gật gù tán thưởng bởi quá chuẩn. Hôm nay chúng ta sẽ tới để ăn hủ tiếu, không phải nam vang mà là bò viên, một loại bò viên rất đặc biệt. TikToker ngoại quốc đã mở đầu đoạn clip của mình bằng một lời giới thiệu gần gũi, gọi tên các món ăn bằng tiếng Việt. Không những thế, vị khách còn nhấn mạnh thêm rằng thật may mắn vì ở thành phố Hồ Chí Minh có tất cả. Hay cụ thể, ở quán ăn mà anh đang có mặt bán rất nhiều hủ tiếu, anh thừa nhận không thể cưỡng lại trước nồi nước dùng bò nóng hổi thơm ngào ngạt. Nam TikToker đã rất háo hức, anh giới thiệu cặn kẽ với người xem là đã gọi sợi hủ tiếu dai, bò viên đầy đủ, thêm cả bò gân, da heo phồng và ăn kèm cùng đậu phụ nhồi thịt. Nước chấm là một loại tương đen đặc trưng. Nếu không mở âm thanh, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng rằng chủ nhân của đoạn clip này là một người rất dành ăn uống, dành ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh, chứ chẳng phải một vị khách nước ngoài. Nếu là một tín đồ của ăn uống, hẳn nhiều người cũng không xa lạ với quán ăn mà anh Tây đang nhắc đến. Đó là một tiệm hủ tiếu người Hoa lâu đời, nằm trên đường Tạ Uyên, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và đúng như nhận xét của vị khách này, thực tế ẩm thực Sài Thành vô cùng đa dạng, chỉ riêng hủ tiếu thôi cũng có muôn vàn lựa chọn. Sự giao thoa văn hóa đã khiến các loại hủ tiếu đặc sản đến từ các vùng miền khác nhau hội tụ về đây. Ngoài hủ tiếu bò viên, đến thành phố Hồ Chí Minh, bạn còn có cơ hội thưởng thức nhiều loại như hủ tiếu mực, bò kho, sa tế, cá hay hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Mỹ Tho. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hủ tiếu bò viên người Hoa với các loại thông thường chính là có thêm da heo phồng, có chỗ gọi là bì nổ trong các món nước thập cẩm của người Hoa chợ lớn. Thứ đồ ăn kèm này thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra khi ăn hủ tiếu bò viên,
người Hoa, có người còn gọi thêm cả mực lá ngâm nước cho. Việt Nam có văn hóa ẩm thực đặc sắc và phong phú, mang trong mình giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc. Hy vọng video này đã giúp các bạn có thêm thông tin về ẩm thực Việt Nam và cũng là một lời khuyên cho du khách khi đến Việt Nam là nên thử những món ăn đặc trưng của đất nước này. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng GREAT Việt Nam. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.